Tin vui cho ngành du lịch phía Nam khi các doanh nghiệp du lịch, lữ hành ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tín hiệu lạc quan từ thị trường Tết Dương lịch đã mở ra cơ hội phục hồi tốt cho hoạt động kinh doanh trong quý 1 2022. Hiện nay, các doanh nghiệp đã mạnh dạn nhận đặt tour cho dịp Tết Nguyên đán và kế hoạch của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đối với khách đoàn doanh nghiệp. Trong đó, nhiều đơn vị đã có lịch trình cụ thể cho những đoàn tour đường xa khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc như Điện Biên, Sapa, Quảng Ninh trong dịp Tết Nguyên đán. Để kích cầu du lịch, các đơn vị này cũng đã trang bị đầy đủ các công tác phòng dịch, chuẩn bị phòng và thực hiện chương trình giảm giá sốc 40-50% một phòng cho tất cả khách với mong muốn mọi người đến chơi nhiều và thoải mái hơn trong dịp Tết âm lịch sắp tới. Hy vọng dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt trong đợt Tết Nguyên đán để giúp các doanh nghiệp du lịch khởi đầu giai đoạn phục hồi với các kế hoạch kinh doanh toàn diện hơn.